Xin chào, hôm nay mình sẽ nói về talisman thôi các bạn. Ở cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái talisman đó gọi là Godfrey Icon. Cái này tăng thêm cái sức mạnh của spell cho mình ha. Thì đối với các bạn nào mà build theo phép thuật hoặc là build theo Fate Incantation á, thì các bạn nên có cái icon này ở trong cái talisman pouch của mình ha. Lấy rất là dễ, nó dùng để tăng cái damage của phép thuật của mình. Mình sẽ show cho các bạn một cái ví dụ mình sử dụng Lightning Spear ha. Thì cái damage đầu tiên khi mà chưa có cái talisman này đó là 1029 damage ha. Và bây giờ mình sẽ thử bỏ cái talisman này vào Godfrey Icon. Và bây giờ cái damage của Lightning Spear đó là 1184. Mình tăng gần 150 damage lần hai các bạn. Rất là đáng để sử dụng, rất là đáng để có một slot ở trong cái talisman pouch của các bạn. Cái địa điểm của cái talisman này gần ở khu vực Capital Lindale ha. Nó được gọi là Golden Lineage Evergale. Thì các bạn phải chạy bộ từ cái Altus Highway Junction. Khi tới đây thì bạn sử dụng một cái Stone Key và sau đó xuống dưới để đánh boss. Và đây là cái video mà mình đánh boss ha các bạn. Thì cái con boss này cũng không có xa lạ gì, nó là cái bóng của Godfrey ha. Gọi là Godfrey the Grafted. Nếu mà các bạn đã đánh con này trước rồi thì sẽ quen với cái cách di chuyển của nó. Bản thân mình thì mình chỉ cần đứng xả phép thuật thôi. Mình xả Swarm of Fly. Ngoài ra mình còn cầm cái Blood Twin Blade này ha. Quay vài vòng. Và sau đó chúng ta có được Godfrey Icon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì nhớ cho một cái like, một cái subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Cảm ơn nhiều. Bye bye.